thưa quý vị và các bạn câu chuyện về lò bánh mì khá nổi tiếng ở sài gòn đã sử dụng thịt ôi thiêu lâu ngày để chế biến sản phẩm phục vụ khách hàng chưa dừng lại ở đó nhìn khu chế biến càng khiến nhiều người không khỏi kinh ngãi khi xuất hiện bé na đang ngoe ngoẩy trong bồn cầu Câu chuyện đã được mạng xã hội xôn xao chia sẻ bài viết và những hình ảnh được cho là ở một sườn bánh mì khá nổi tiếng ở Sài Gòn, khiến nhiều người kinh hãi tột độ bởi những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình sản xuất chế biến. Theo chia sẻ của người đăng tải bài viết, công việc thường ngày của chị ở lò bánh mì này là làm bánh. Tuy nhiên, do một đồng nghiệp mới nghỉ nên cô được điều chuyển chuyển qua làm ở bộ phận sản xuất thịt đông lạnh và sốc nặng với những gì được chứng kiến. Đầu tiên, người này chia sẻ, khu vực bếp cực kỳ bẩn, các hộp đựng đồ đông lạnh để ngổn ngang dưới sàn nhà, nhưng khi vào dọn nhà vệ nên mới thực sự kinh hoàng. Trong bồn cầu bất ngờ, có sự xuất hiện của bé Na đang ngoe ngoẩy. Người này đã rất kinh sợ và sốc, nhưng vì đã nhận lời ông chủ nên buộc phải cắn răng hoàn thành công việc được giao. Tuy nhiên, thêm một sự thật kinh hoàng được phát lộ khi người này bắt đầu trộn thịt để làm thịt đông lạnh. Thấy nguyên liệu không đủ và có báo lại với ông chủ thì được người này chỉ đạo lấy thịt bò ôi thiêu đã hư trong tủ đông, trộn vào cho đủ trọng lượng, người đăng tải bài viết chia sẻ. Nhưng hành động sau đó của ông chủ mới khiến nhiều người không khỏi kinh hãi và bức xúc khi ông ấy bốc thành phẩm và đưa lên mũi ngửi, rồi bảo với người này rằng cũng không nghe mùi gì đâu nhỉ, có gia vị rồi nên chắc không sao đâu. Sau khi trộn xong thịt, người này tiếp tục được phân công dọn dẹp vệ sinh dụng cụ chỗ bếp. Khi chuẩn bị cầm cây lau nhà lau sàn bếp, có đôi dép bên cạnh và trên đôi dép có rất nhiều giòi khiến người này phải la lên vì quá kinh hoàng. Sau những chứng kiến quá kinh hoàng ở khu vực trộn thịt, người này sau đó xin phép ra ngoài. Ngày hôm sau, người này tiếp tục làm công việc ở bộ phận làm bánh, còn vị trí trộn thịt đã có người mới thay thế tuy nhiên mấy ngày sau đó người này bất ngờ bị ông chủ cho thôi việc vì lý do không đa năng không chịu làm hai việc nhận lương một việc bởi trước đó người này được ông chủ yêu cầu vừa làm bánh vừa làm công việc ở khu sản xuất thịt đông lạnh nhưng lương thì chỉ được nhận một phần Người đăng tải bài viết cũng cho biết thêm, khi vào làm, người này chỉ phụ trách khâu làm bánh và trong thời gian làm việc cũng có nghe mấy đồng nghiệp khu sản xuất thịt đông lạnh kể lại về quá trình sản xuất thịt, nhưng người này cũng không lưu tâm vì khác bộ phận. Tuy nhiên, chỉ vì không làm theo sắp xếp của ông chủ, làm việc ở cả hai bộ phận mà sau một tháng người này đã bị cho nghỉ việc. Ngay sau khi câu chuyện và những hình ảnh trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, các ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi làm ăn bất chấp an toàn của chủ cơ sở. Theo thông tin ban đầu tìm hiểu được, cơ sở này chuyên sản xuất bánh và nguyên liệu bánh đổ buông tới các cửa hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nếu những thực phẩm này đến với bữa ăn hàng ngày của người dân thì sẽ ra sao? liên quan đến việc một lò bánh mì tại thành phố Hồ Chí Minh bị nhân viên cũ tố dùng thịt bò ôi thiêu nạn nhân bánh để sàn sản xuất dưa đến hóa dòi và mang cả rắn còn sống bò vào nhà vệ sinh của khu chế biến gây xôn xao dư luận vậy thực hư thế nào? Cụ thể qua xác minh, cơ sở bị tài khoản mạng có tên adhlb trên mạng xã hội là lò bánh mì H nằm trên một con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh là bánh mì này do anh Nguyễn Trung Hiếu làm chủ. Hiện có 6 nhân viên chuyên sản xuất bánh mì hamburger và nạn nhân bánh mì cung cấp cho nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Anh Hiếu cho biết sau khi bài viết của chị O đăng tải về được chia sẻ rầm rộ, có nhiều người đã liên lạc đến dùng những lời lẽ nặng nề để chửi bới đe dọa anh. Bản thân anh cũng đã buộc phải chặn số điện thoại của nhiều người quá khích. Theo chủ lò bánh mì, người đăng bài viết tố cáo anh là một nhân viên cũ tên O vừa mới nghỉ việc hôm qua. Chị O có đến thử việc tại lò bánh mì của anh Hiếu 14 ngày và làm 2 ngày chính thức. Tuy nhiên vì không đáp ứng được yêu cầu công việc, anh Hiếu đã cho người phụ nữ nghỉ việc. Hôm qua tôi đã chuyển tiền lương đầy đủ cho chị O. Cô ấy là một bà mẹ bỉm sữa thôi. Có thể vì ấm ức, không hài lòng về chuyện bị cho nghỉ nên cô ấy đã đăng bài viết lên mạng, anh Hiếu nói. Anh Hiếu cho biết cơ sở của anh hoạt động khoảng 10 năm nay và luôn tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, có đóng thuế đầy đủ và tuân theo quy định của pháp luật. Giải thích về việc có rắn còn sống bò ngoe ngoẩy trong nhà vệ sinh nơi sản xuất, anh Hiếu nói bản thân mình cũng không biết con rắn từ đâu đến. Khi nhân viên đang làm việc thì đã phát hiện rắn trong bồn vệ sinh, có thể nó bò từ bên ngoài vào hoặc chui từ nắp cống lên. Lúc đó tôi cũng hoảng, để đảm bảo an toàn, tôi đã kêu nhân viên đóng ngay lại và lấy đồ chặn nắp bồn vệ sinh. Sau đó tôi cho nhân viên nấu một nồi nước sôi lớn để đổ vào, nhưng khi mở nắp ra thì con rắn đã biến mất. Sự việc xảy ra khoảng một tuần, giờ tôi không biết con rắn còn sống hay chết và nó bò đi đâu rồi. Việc này cũng không liên quan gì đến chuyện sản xuất bánh. Anh Hiếu nói và chỉ vào chiếc bồn cầu vẫn được chặn kính. Về việc sàn nước có giòi bò bị chụp lại, anh Hiếu giải đáp đây là tấm hình do một nhân viên khác chụp lại. Nhân viên này để nước động dưới sàn nên thịt bị hóa má tôi phát hiện được và cũng đã cho nghỉ việc trước chị O một hai tuần. Tôi không biết vì sao chị O có bức hình trên và hai người họ có liên hệ móc nối gì với nhau không. Chủ là bánh mì nói tiếp và khẳng định cơ sở của mình không dùng thịt bẩn, ôi thiêu để làm nhân bánh mì. Trả lời về câu hỏi sẽ xử lý thế nào với người đăng tải bài viết tố cáo, anh Hiếu cho biết bản thân không muốn làm lớn chuyện và cũng không liên lạc gì thêm với chị O. Tuy nhiên, nếu cơ sở sản xuất của anh bị thiệt hại về kinh tế nặng nề, anh buộc phải khởi kiện người đăng tội vu khống và đòi bồi thường liên quan đến sự việc này, bà Phạm Khánh Phong Lan, trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chúng tôi đã nắm được thông tin và đang cử lực lượng chức năng kiểm tra làm rõ. Theo chia sẻ của người đăng tải bài viết, công việc thường ngày của chị ở lò bánh mì là làm bánh. Tuy nhiên, do một đồng nghiệp mới nghỉ nên cô được điều chuyển qua làm ở bộ phận sản xuất thịt đông lạnh. Tại đây, chị sốc nặng khi chứng kiến trắng bò ngoe ngoảy trong nhà vệ sinh. Chủ cơ sở sản xuất chỉ đạo lấy thịt bò ôi thiêu đã hư trong tủ đông, trộn vào nhân cho đủ trọng lượng, còn dưới nền sản xuất dơ bẩn bị hóa dòi. Bài viết được chia sẻ rầm rộ với rất nhiều ý kiến bức xúc về cách làm việc của cơ sở sản xuất trên. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi để cập nhật những tin tức thời sự mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại!